tiên khiên gió tung bụi mù mịt mờ, giặc xâm lăng tấn công đàn tràng cõi bờ. Bầu trời tan tóc thuy hương mình đau buồn, loạn ly gắm thương lứa đôi lìa xa. Dược trong gai chỉ trai sông hồ dây dùng, là chính nhân núi dung dần đường quảng hà. Vì quê hương gió xưa không làm nào chàng đi chiến trinh thiếp xin nguyện câu. Tình mình sẽ tuột thêm ngàn đời không phôi pha, nhớ mãi quê hương ai chờ mong. Qua gầy hao mòn, từng đôi ta sáng như trăng tròn đêm răng. Lòng chung thủy thiếp trao cho chàng tương lai, buồn không biết trang phấn son nhạt màu. Là giờ biệt ly ta chia tay, từng đêm tôi buồn gạt lệ bi ai khi trong đêm tàn cân. Từ đây cách xa người thương, làm trái bãi hiên ngang đối mặt dân thù. Oh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mỗi mùa xuân sang, mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang, ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân được sự nhất trí của cấp ủy địa phương, khu dân cư, ban tổ công tác mặt trận thôn Trang Phú tổ chức meeting kỷ niệm ngày đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và ngày hội quốc phòng toàn dân. Về dự hội nghị hôm nay, tôi xin giới thiệu ông Lê Văn Cải, ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã, phụ trách cơ sở. Cũng về dự ngày hôm nay, xin hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu ông Vũ Văn Chuyên, đảng ủy viên phụ trách cơ sở ở thôn Trang Vũ. Xin mời hội nghị nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Trùm, nguyên chủ tịch mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Than các nhiệm kỳ cũng về dự. Xin giới thiệu nhiệt hoan nghênh. Tôi xin giới thiệu với các đồng chí cấp ủy cùng các đồng chí trưởng ban ngành,
các đồng chí cán bộ đảng viên cùng toàn thể nhân dân khu dân cư thôn Tráng Vũ cũng về tham dự đầy đủ ngày hôm nay. Xin nhận được hôm nay. Tiếp theo chương trình, tôi xin giới thiệu đồng chí Đào Hải Quyên, Bí thư chi bộ, trưởng thôn khu dân cư Tráng Vũ, nên thông qua báo cáo công tác hoạt động của các đoàn phong trào đoàn thể khu dân cư năm 2019. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Lê Văn Cậy, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày Mặt trận Thống nhất Dân tộc, Ngày Hội Đại đoàn kết và Ngày Quốc phòng Toàn dân, hôm nay được sự nhất trí của Ban Mặt trận Tổ quốc xã Đồng Than cũng như là Ban Công tác Mặt trận thôn Tráng Vũ, cơ sở Tráng Vũ long trọng tổ chức hội nghị kỷ niệm Ngày Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày Hội Đại đoàn kết. Và thay mặt cho Ban Công tác Mặt trận thôn, tôi xin thông qua báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu phấn đấu của năm 2019 và mục tiêu phương hướng nhiệm vụ 2020. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Báo cáo Ban Công tác Mặt trận thôn Tráng Vũ về kết quả thực hiện mục tiêu phấn đấu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ thực hiện năm 2020. Một, lớn về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Hòa chung với khí thế thi đua sôi nổi của toàn đảng, toàn dân cả nước đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2019. Với khí thế thi đua sôi nổi đó, Ban Công tác Mặt trận thôn Tráng Vũ cùng với tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể quần chúng, nhân dân ngày càng tăng cường, củng cố liên minh khối đội đại đoàn kết dân tộc thống nhất, thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khơi dậy mọi tiềm năng sức mạnh của cơ sở, tạo thành sức tổng hợp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng, Ban Công tác Mặt trận thôn thực hiện chỉ thị nghị quyết của các cấp, chỉ thị nghị quyết của Mặt trận Tổ quốc đạt hiệu quả cao, tuyên truyền vận động các tổ chức chính trị xã hội đã cụ thể hóa vào điều kiện tình hình thực hiện thực tế ở địa phương, với quy mô 564 hộ gia đình, dân số 1.975 nhân khẩu, là thôn có dân số đông nhất trong toàn xã. Biên chế các tổ chức chính trị có 5 đoàn thể: 1. Chi hội người cao tuổi, 2. Chi hội cựu chiến binh, 3. Chi hội nông dân, 4. Chi hội phụ nữ, 5. Là chi hội đoàn thanh niên. Một nhỏ về phát triển kinh tế, với tình hình đặc điểm sản xuất phát triển kinh tế là thuần nông, tư liệu sản xuất có 6 máy làm đất vừa và nhỏ, có 6 chiếc máy công nông, 2 máy phủ để phục vụ cho sản xuất. Tổng diện tích 280 mẫu 5 sào, 2 lúa 1 màu, diện tích ao hồ chuồng trại 16 mẫu. Với đặc điểm trên, cơ sở có sự lãnh đạo phù hợp xác thực của chi bộ và sự phối hợp đoàn kết chặt chẽ của Ban Công tác Mặt trận thôn, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt kỹ thuật thâm canh, mạnh dạn chuyển đổi giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao. Do đó, nhân dân đã yên tâm đầu tư thâm canh trên thửa ruộng của mình, thường xuyên nắm bắt tiếp thu khoa học kỹ thuật vào thực tế canh tác, đạt năng suất vụ chiêm, năng suất lúa hàng hóa đạt 180 kg trên một sào, lúa năng suất cao đạt 200 kg trên một sào, vụ mùa lúa hàng hóa đạt 150 kg trên một sào, lúa năng suất cao đạt 200 kg trên một sào, tổng sản lượng cả năm 1.713 tấn 330 kg, bình quân đầu người đạt 880 kg trên người trên năm. Công tác giao nộp sản phẩm vụ chiêm 46.699.000 đồng, vụ mùa 37.525.000 đồng, cả hai vụ đã giao nộp 100% về Ủy ban Nhân dân xã.
diện tích trồng cây vụ đông giảm so với lý do nhiều các lao động đi làm công ty nhân dân chỉ trồng một số các loại rau màu ngắn ngày. Song song với việc chăn nuôi, là trồng trọt toàn dân, có khoảng 20 con trâu bò mẹ con cho sinh sản và hỗ trợ sức kè kéo. Nhiều gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi chăn nuôi ao hồ, chuồng trại vừa và nhỏ, công nghiệp và bán công nghiệp, có 4 trang trại nuôi gà đẻ và gà thịt, mỗi năm cho xuất chuồng từ 2 đến 3 lần cho thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng trên năm. Có người trang trại sức chăn nuôi 20 đầu lợn trở lên. Do năm 2019, do có dịch tả lợn châu Phi nên các hộ chăn nuôi đã bị thua lỗ nhiều. Các ao chuồng đã tận dụng chuyển đổi và nhận khoán thầu nuôi trồng thủy sản cho năng suất cao hơn lúa, góp phần đưa kinh tế chung cơ sở và gia đình. Các gia đình thu xếp tạo nhân lực tham gia lao động tại các công ty chiếm tới 85% trở lên. Số hộ có các con em lao động tại công ty đảm bảo thu nhập thêm về kinh tế cho gia đình. Ước tính năm 2019, thu từ sản xuất chăn nuôi, kinh doanh, tiền lương, làm công ty, thu nhập khoảng 39 triệu đồng trên người trên năm. Hộ giàu khá 77%, 77,5%, hộ trung bình 20% và hộ nghèo giảm còn 2,85%. Hai, về xây dựng kiến thiết, trong năm 2019, thôn có 5 hộ xây dựng nhà cao tầng kiên cố, 100% các hộ dùng nước sạch và có TV, 95% các hộ có điện thoại và xe máy. 3. Phong trào các đoàn thể, hộ người cao tuổi đã tích cực duy trì tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh với các chi hội bạn trong toàn xã, đã thu hút đông đảo các thành viên tham gia hoạt động thường xuyên. Mặt khác, hội còn tham gia sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình, giáo dục con cháu. Ngoài ra, hội còn thăm hỏi động viên các hội viên ốm đau qua đời. Hội còn luôn đoàn kết gương mẫu sống tốt đời đẹp đạo cho con cháu học tập và noi theo. Nổi bật năm 2019, bình bầu xuất sắc danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu Thảo Hiền. Gia đình cấp tỉnh có 1, gia đình cấp huyện có 2 gia đình và cấp xã có 12 gia đình. Hội cựu chiến binh vẫn giữ vững và phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, phát huy trên mọi lĩnh vực. Hội luôn đoàn kết thăm hỏi động viên các hội viên ốm đau qua đời. Hội còn giúp đỡ các hội viên để có vốn phát triển kinh tế, tuyên truyền vận động nhân dân, động viên con cháu lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, hậu phương và quân đội. Hội phụ nữ làm tốt công tác quản lý vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Mỹ, thi đua lao động làm kinh tế giỏi, nuôi dạy các con chăm ngoan học giỏi, duy trì đều đặn quỹ khuyến học hàng năm vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tổ chức tặng quà cho các cháu đạt học sinh khá giỏi và đỗ vào các trường cao đẳng đại học, tổ chức hội nghị kỷ niệm các ngày hội như mùng 8 tháng 3, 20 tháng 10, giao lưu văn hóa văn nghệ, 30 tháng 4, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hội nông dân, các hội viên cùng nhau thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết xóa đói giảm nghèo, làm giàu khích lệ. Mỗi hội viên đều có ý thức vươn lên, đổi mới nếp, mỗi nếp nghĩ cách làm đều phù hợp với khả năng thế mạnh và lao động, đất đai tiềm vốn của các hộ đầu tư sản xuất. Đoàn thanh niên là cánh tay đắc lực của Đảng, 95% các đoàn viên phát triển kinh tế, tham gia lao động tại các công ty cho thu nhập cao. Chi đoàn làm tốt công tác tặng quà Tết Trung Thu cho các cháu. 4. Về văn hóa mặt trận, an toàn xã hội, thường xuyên tuyên truyền văn hóa mang tính bản sắc dân tộc, đoàn kết phát huy dân chủ, mọi người sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, theo quy ước và gương ước của địa phương, đám hiếu đám nghỉ dần dần được lành mạnh. 5. Là công tác an ninh, trong năm qua cơ bản giữ vững ổn định quy ước, gương ước và được duy trì đều đặn. 6. Là công tác quân sự địa phương, đôn đốc các nam thanh niên đến tuổi 17 đi đăng ký luật nghĩa vụ quân sự đạt 100%, hoàn thành gọi khám tuyển quân và giao nộp quân đảm bảo 100% trên giao. Phong trào hoạt động xây dựng quỹ từ thiện nhân đạo, phát động cán bộ và nhân dân tham gia ủng hộ quỹ năm 2019 như quỹ nạn nhân chất độc khoa học, quỹ từ thiện nhân đạo, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ ngày vì người nghèo, quỹ chăm sóc người cao tuổi,
được tổng số tiền là 9.850.000 đồng đã nộp về Ủy ban Nhân dân xã. Thực hiện 5 nội dung cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng và thực hiện tốt 5 nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới, đời sống văn hóa ở khu dân cư do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và thực hiện tốt quy chế ở cơ sở để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, công khai các khoản thu chi hàng vụ để dân nắm bắt được, tuyên truyền công tác dân số kế hóa gia đình, mỗi cặp vợ chồng chỉ có từ 1 đến 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh. Đấy, quyết định ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền, cấp tỉnh năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, căn cứ điều 31, chương 6, điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xét đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố về công nhận danh hiệu ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền cấp năm các cấp tỉnh năm 2019, xét đề nghị của ban phong trào quyết định điều 1 cấp giấy chứng nhận cho 1.097 hộ gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu thảo hiền cấp tỉnh năm 2019. Danh sách kèm theo Ban Thường trực điều 2 Ban phong trào văn hóa Ban phong trào văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, các thị xã, thành phố và các hộ gia đình có tên trong danh sách, căn cứ quyết định thi hành. Thay mặt Ban Thường trực Chủ tịch Phạm Thị Tuyết, thầy báo cáo với toàn thể hội nghị là cái danh sách cấp huyện, cấp tỉnh, cấp huyện. Thì hộ thôn nhà cấp tỉnh là được 1 là ông Đào Văn Khánh cấp tỉnh, thế cấp huyện là được ông Trần Văn Thọng là danh hiệu cấp huyện. Thì báo cáo với toàn thể hội nghị biết là thôn nhà có 2 gia đình, một gia đình cấp tỉnh, một gia đình cấp huyện. Cấp tỉnh thì ông Đào Văn Khánh, cấp huyện thì ông Trần Văn Thọng. Thì báo cáo với hội nghị là như vậy. Còn danh hiệu cấp xã, danh hiệu ông bà mẫu mực con trung hiếu cháu thừa hiền cấp xã, 1 là ông Lê Văn Trước, 2 ông Lê Văn Việt, 3 ông Lê Thành Cung, 4 ông Lê Minh Nghĩa, 5 ông Trần Văn Điểm, 6 bà Lê Thị Lễ, 7 ông Vũ Văn Liễu, 8 ông Lê Văn Vĩnh, 9 bà Phan Thị Hơn, 10 ông Lê Văn Long, 11 bà Đào Thị Soi, 12 bà Lê Thị Chiên, 13 ông Lê Văn Thiết, 14 bà Nguyễn Thị Thành. Thì báo cáo với thì các cụ công các bà danh hiệu ông bà mẫu mực con trung hiếu cháu thừa hiền thì cấp xã là có thôn nhà được 14 ông bà, thì cũng xin báo cáo với hội nghị được nắm rõ. Tiếp theo chương trình tôi xin mời ông Đào Văn Khánh danh hiệu cấp tỉnh lên nhận bằng và phần quà, và ông Trần Văn Thọng cấp huyện lên nhận bằng và quà. Xin kính mời hai gia đình. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các cụ, các bà, toàn thể nhân dân, con nhà.
Trước tiên phát biểu, xin thay mặt các đồng chí Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồng An nhiệt liệt chúc mừng các gia đình đã đạt danh hiệu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2019. Danh hiệu ông bà cha mẹ ông được con trung hiếu cháu tổ nghiệp năm 2019. Đề nghị các quản lý nhiệt liệt chúc mừng. Kính thưa đồng chí Vũ Ngọc Chuyên, đảng ủy viên phụ trách cơ sở. Kính thưa đồng chí Trần Văn Trùm, nguyên ủy viên ban thường vụ, nguyên chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồng An. Kính thưa các đồng chí trong ban chỉ huy, các trưởng ngành, ban ngành của địa phương. Kính thưa các đồng chí đảng viên trong chi bộ 4 về dự ngày lễ đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày văn hóa quân đội và tỉnh quân dân. Thực hiện công văn số 01 của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và công văn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Mỹ về việc phối hợp tổ chức ngày đại đoàn kết và ngày văn hóa quân dân năm 2019, thực hiện chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Mỹ, Đảng ủy Hội đồng dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hồng An trong những ngày này chỉ đạo tất cả các cơ sở trong địa bàn xã Hồng An tiến hành từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 11 là kết thúc tổ chức các hội nghị lễ kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc và kỷ niệm 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12/1944, 22/12/2019. Hôm nay, cơ sở Tráng Vũ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống của Mặt trận Thống nhất Việt Nam và kết hợp với ngày tình văn hóa quân dân do phối hợp với ban chỉ quân sự các cấp tổ chức. Hôm nay chúng tôi ban thường vụ phân công các đồng chí thường vụ, đồng chí đảng ủy phụ trách các cụm và các cơ sở về dự và chỉ đạo và cùng các cơ sở tổ chức ngày hội đoàn kết cho nhân dân. Ngày đầu tiên thay mặt các đồng chí đảng ủy hội đồng dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã và các đồng chí trong đoàn của xã kính chúc các cụ, các bà, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, chúc buổi lễ ta thành công tốt đẹp. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí cấp ủy địa phương, các ban ngành, kính thưa các đồng chí đảng viên trong chi bộ, kính thưa các cụ cao niên, kính thưa các cụ, các bà cùng toàn thể nhân dân trong nhà. Hôm nay hòa chung với cả nước và cơ sở nhà tổ chức lễ kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam là ngày đại đoàn kết và ngày tình văn hóa quân dân phối hợp với ban chỉ quân sự các cấp tổ chức. Thì qua nghe bản báo cáo thành tích của ban công tác mặt trận thôn năm 2019, các đồng chí cấp ủy cùng các ban công tác mặt trận lãnh đạo đạt được các thành tích trong năm qua, thay mặt các đồng chí đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã xin nhận diện chúc mừng và ghi nhận những thành tích của địa phương trong năm qua đã được, xin cho một tràng pháo tay. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa hội nghị, đảm bảo được sức khỏe cho nhân dân và mới có sức khỏe để lao động sản xuất công tác được tốt. Vì vậy vừa rồi trong cái địa phương chúng ta là rất là hoan nghênh hai xóm đã tự phát động các hộ của xóm mình nâng cao để tôn tạo đường làng ngõ xóm của mình rất là tốt. Chúng tôi đã đi xem rất là tốt. Đề nghị các đồng chí cấp ủy quan tâm trích phần kinh phí xây dựng của địa phương hỗ trợ cho hai xóm này. Các đồng chí cấp ủy đã báo cáo chúng tôi cũng sẽ nhất trí và tới đây báo cáo chi bộ còn trích như thế nào
tỷ lệ như nào, số tiền bao nhiêu thì đề nghị các đồng chí cấp ủy báo cáo chi bộ thì hỗ trợ. Người ta đã làm xong rồi, nhưng đây là thể hiện cái đảm bảo cái môi trường vệ sinh chung cho địa phương là sạch đẹp. Cũng mong các xóm khác chúng ta phát huy để làm tốt cái công tác vệ sinh môi trường. Cái vấn đề thứ tư là công tác văn hóa xã hội và là nhiệm vụ chính trị trọng yếu của chi bộ cũng như địa phương chúng ta, là trong tháng này và cuối năm thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, thì đề nghị các đồng chí cấp ủy tăng cường tuyên truyền công tác thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Hiện nay cơ sở nhà chúng ta có trên 10 thanh niên là có danh sách là chuẩn bị sẵn sàng phát lệnh để gọi khám tuyển nhập ngũ năm 2020. Đề nghị cấp ủy chi bộ chúng ta lãnh đạo tuyên truyền của nhân dân để động viên con em chúng ta, con cháu chúng ta sẵn sàng khám tuyển thanh niên nào chúng, nên là vinh dự và trách nhiệm được đứng trong hàng ngũ của Đảng để bảo vệ Tổ quốc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam cho chủ nghĩa. Cái nội dung thứ năm, vấn đề thứ năm là nhiệm vụ chính trị của chi bộ và nhân dân quân trang ngũ là thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị ngày 30 tháng 5 năm 2019 về chỉ đạo đại hội chi bộ, đại hội đảng cao cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Hiện nay trong tay đồng chí ban chủ ủy bí thư chi bộ đã có các cái chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của trung ương, của tỉnh, của huyện và kế hoạch trực tiếp của xã chúng tôi đang gửi đồng chí. Thì trong nhiệm vụ này, thì trong những tháng cuối năm, kế hoạch đại hội chi bộ của chúng ta đề nghị các đồng chí cấp ủy chuẩn bị nhân sự theo kế hoạch của đảng xã là tháng 1 năm 2020 sẽ tiến hành đại hội tất cả các chi bộ trong đảng bộ, và quý 2 tháng 5 năm 2020 thì sẽ đại hội đảng bộ xã Hồng Than lần thứ 26, và quý 3 sẽ đại hội đảng bộ huyện Yên Mỹ vào tháng 8, và tỉnh sẽ đại hội vào tháng 10 và tháng 11 năm 2020, và trung ương sẽ đại hội vào quý 1 năm 2021. Đề nghị các đồng chí cấp ủy tập trung đoàn kết cùng 54 đảng viên trong chi bộ chúng ta sẽ sáng suốt chuẩn bị nhân sự, để khi việc báo cáo về nhân sự ban thường vụ tôi sẽ phân công các đồng chí giữ chỉ đạo xem xét việc báo cáo nhân sự quy trình rồi các bước để đảm bảo đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp. Sau khi đại hội xong tháng 1 thì tháng 2 sẽ chỉ đạo bầu trưởng thôn, ông định hướng đồng chí bí thư chi bộ sẽ đồng thời là trưởng thôn luôn theo cái hướng dẫn của trên, để chúng ta đề nghị nhân dân chúng ta sẽ tập trung theo định hướng của Đảng. Và cuối cùng trước khi dừng lời, một lần nữa xin nhiệt liệt chúc mừng thành tích đã đạt được ở địa phương chúng ta, và chúc các phú ông bà sang năm càng nhiều gia đình đạt danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con chủ hiếu chó đạo hiền của các cấp, và chúc hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp, chúc các vị đại biểu mạnh khỏe, gia đình phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Ban công tác mặt trận thôn xin cảm ơn ý kiến phát biểu cũng như là ý kiến giúp đỡ cho ban công tác mặt trận thôn cũng như các đồng chí cấp ủy ở địa phương. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục những phần gì mà yếu thì chúng tôi khắc phục, còn là mạnh thì chúng tôi phát huy. Thế thì xin báo cáo với toàn thể các đồng chí lãnh đạo của toàn thể nhân dân là buổi meeting kỷ niệm ngày hội đoàn kết toàn dân đến đây là kết thúc. Theo lời Bác Hồ đi chưa, xây cho tương lai được mạnh dân giàu, xã hội công bằng.